xe túc túc, một phương tiện giao thông rất là lý thú ở Bangkok, mắc hơn cả taxi. Ben, xin chào. Đi tụi con đi túc túc thấy thế nào? Đi túc chào. Nhìn ba nè. Dạ, con thấy không có máy lạnh. Rồi sao nữa? Không có mát. Rồi, nhưng mà sao? Nhưng mà đã. Cảm giác con thế nào? Đây là trạm BTS National Stadium. Còn bên kia là khu mua sắm MBK nổi tiếng của Bangkok. Khu mua sắm nổi tiếng MBK của Bangkok. Rất hoành tráng. Ben mới ngủ dậy. Ben và cô bác ngủ trên taxi từ San Nam Luong đến MBK. Hôm nay là ngày 11 tháng 2, 2016. Lên trung tâm MBK. Thank you.
Đây là cái máy mua thẻ BTS Skytrain. Đây. Phim cho dễ. Sau khi mua cái thẻ đi BTS Skytrain ở trận xe giảm đến Trân Văn Xì thì đây là cái máy tự động nó nhận ra. Cả gia đình đang bỏ vào. Đây là tàu điện Skytrain hay còn gọi là BTS. Đi chuyến sau đi. Không, đi chuyến sau đi. Hai mẹ con đang ngồi Skytrain.